Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Và lại một tuần nữa, bọn mình có dịp được ngồi lại với nhau và trò chuyện với thị trường cùng với các bạn, những khán giả của Coi 68. Và có mặt ở đây hôm nay cùng với mình thì là một giọng nói rất là quen thuộc với mọi người thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào Phong, xin chào anh em. Thì chắc là nhiều anh em thấy Phong trở lại trong tập tuần này thì rất là vui. Tại vì nói gì thì nói, có một người host như Phong thì sẽ giúp cho những cái content thuần về academic, nó thuần về kỹ thuật. Nhưng mà với cái sự gọi là cái sự điều phối của Phong ha, thì những cái content về những cái câu chuyện liên quan đến thị trường DeFi thì nó sẽ trở nên gần gũi với user nhiều hơn, và nó sẽ trở thành một cái câu chuyện mà chúng ta có thể dùng để gọi là trò chuyện với nhau trong những cái buổi cà phê là trà đá gì đó, thì nó sẽ kiểu như vậy mà nó gần gũi hơn. Thì rất là may thì hôm nay chúng ta lại có Phong ở đây với DeFi Discussion. Dạ, và thật ra thì nói mình điều phối thì cũng hơi căng mình. Tại vì Nguyên là một người deep dive nhiều vào tech, cho nên là những cái vấn đề mà Nguyên quan tâm và Nguyên cảm thấy dễ hiểu á, nó sẽ khá là khó nuốt với mọi người. Và thực ra thì trước khi thu cái podcast này thì mình cũng có nói chuyện với nhau một khoảng thời gian khá là lâu, và Nguyên có hai cái keyword mà Nguyên rất muốn nhắc đến, nhưng mà mình liên tục mình hỏi là thế thì làm sao để mà mọi người cảm thấy hiểu và mọi người cảm thấy quan tâm đây. Nhưng mà cái này thì chắc là các bạn nghe đến cuối thì các bạn sẽ cảm thấy sáng lên như mình, lúc mà được giải thích về câu chuyện này. Nhưng mà trước đấy á, thì chắc là chúng ta sẽ nói với cái topic của số podcast ngày hôm nay, đó là về account abstraction và những thay đổi về mặt nền tảng. Nói nền tảng thì cũng hơi quá là chúng ta bắt đầu với quy trình tối ưu hóa về những cái trải nghiệm của Web3. Nhưng mà thì hy vọng là Nguyên có thể giải thích sơ qua cho mọi người hiểu là chúng ta nói đến cái gì. Thực ra thì account abstraction nó không phải là một cái từ khóa hoặc là một cái khái niệm công nghệ gì đó nó quá innovative đâu. Nó đã xuất hiện từ cách đây khoảng chắc cũng phải nửa năm hơn rồi. Thì ở cái giai đoạn đó thì mọi người đã bắt đầu nói về account abstraction. Thì hiểu nôm na á, abstraction tức là nó sẽ tách biệt các cái account, tức là các cái tài khoản ở trong không gian của blockchain. Và điển hình ở đây là mình sẽ lấy ví dụ là Ethereum chẳng hạn. Thì nó sẽ tách biệt những cái tài khoản, những cái ví, mình hay dùng là cái từ EOA đó, tức là viết tắt của externally owned account đó. Thì đây là những cái ví mà bình thường, ví cá nhân mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày, chúng ta hay gửi tiền rồi hay dùng nó để đi swap ở trên các cái sàn giao dịch đó. Thì đây là những cái ví EOA. Thì cái việc mà account abstraction nó sẽ làm á, thì nó sẽ biến những cái ví này trở thành những cái smart contract. Tức là smart contract là những cái quy định mà nó đã được chuẩn hóa từ trước rồi và nó được đưa lên blockchain. Thì khi mà biến những cái ví EOA này trở thành smart contract á, thì nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái use case, rất là nhiều các cái ứng dụng mà trong tương lai nó sẽ có thể nó sẽ giúp cho trải nghiệm của người dùng nó trở nên dễ dàng hơn. Còn khi mà chúng ta nói về cái khái niệm account abstraction đó, thì nó đơn giản chỉ là tách biệt cái tài khoản ví mà hiện tại chúng ta đang quen dùng và biến nó trở thành những cái smart contract thôi. Thì đó là những cái gọi là chúng ta tạm chấp nhận với nhau về cái khái niệm đó. Dạ, nhưng mà chắc chắn luôn, khi mà nói đến những câu chuyện như vậy thì thực ra nếu mà là một người dùng thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu câu chuyện là khi mà xài một cái tài khoản mình tạm gọi là tài khoản doanh nghiệp đi. Thì đó là cái smart contract là tài khoản mà cá nhân chẳng ai xài làm gì cả, chỉ có dự án người ta xài thôi. Thì cái chi phí để sử dụng nó sẽ tốn hơn rất là nhiều, đúng không? Đúng rồi. Và đây là một trong những cái lý do mà tại sao Ethereum nó chưa đạt một vài cái tiêu chuẩn phù hợp để triển khai cái account abstraction này một cách gọi là full, tức là hoàn toàn á, 100%. Và vừa rồi thì nhiều anh em thấy là cái hội nghị của Ethereum thì họ cũng đưa ra một cái smart contract, một cái chuẩn có gần tên là ERC-4337. Thì nhiều người tưởng đây là cái tức là nhiều người hiểu nhầm cái 4337 này nó là account abstraction ấy. Nhưng mà thực ra thì nó chỉ là một phần của account abstraction thôi, và nó là một cái công cụ để các cái dự án khi mà họ muốn thực hiện cái quá trình là tách biệt các cái tài khoản này ra thì họ có thể sử dụng 4337. Thì nhưng mà nó chỉ là một cái gọi là một cái form
gọi là sơ khởi nhất của account abstraction thôi, chứ nó không phải là full, nó không phải là một cái account abstraction hoàn toàn. Và giống như Phong có đề cập hồi nãy á, là những cái khó khăn về phí giao dịch chẳng hạn thì nó vẫn còn đang tồn tại ở trên Ethereum. Và có thể nói là nó là một cái rào cản. Thực ra thì ngay từ đầu mà các bạn bị phủ đầu với lại một loạt những cái từ ngữ về tech như thế này thì chắc là các bạn sẽ khó hiểu. Thì mình sẽ muốn nói về một cái use case của những tất cả những thứ Nguyên vừa đề cập. Đối với retail, nó là một cái câu chuyện mà về khi mà sử dụng ví. Tại vì anyway thì ví là cái gateway, cái cổng vào đầu tiên của mọi người khi mà tiếp cận đến crypto. Và mình đã từng thấy nhiều người bạn của mình, khi mà người ta không có đủ nhiều kiến thức, người ta thao tác sẽ có rất nhiều vấn đề khi mà sử dụng ví. Thì những cái giải pháp mà Nguyên vừa đề cập nó sẽ giúp, như Nguyên nói, nó có một cái use case đó là Social Recovery Wallet. Thì cái phần này thì chắc là sẽ nhờ Nguyên giải thích sâu hơn, nhưng mà mình sẽ nói ra ba cái vấn đề lớn nhất khi mà các bạn sử dụng ví. Đầu tiên là tất nhiên cái private key hay là cái 12 cái passphrase, 12 cái seedphrase, cái việc mà nhớ hết cái đống đấy. Chắc chắn là nhiều người đã từng phải say goodbye với cái ví của mình, tại vì mình quên mất là mình cất seedphrase ở đâu, hoặc là mình không nhớ, hay là mình cất xong rồi là nó bị hư hỏng hay là sao đấy. Thì chắc chắn luôn. Thì và coi đúng rồi, ví do crypto, do key mất thì thôi, chịu, không ai làm gì được hết. Cái thứ hai là có những người lưu, thì tất nhiên là có những người viết xuống và còn có những người lưu ở trong những cái phần mềm lưu trên đám mây ấy, mình gọi là trên đám mây. Tức là nó lại nói đến câu chuyện là cái vụ hack sàn sàn đợt trước, mình quên mất tên sàn rồi, nhưng mà hai thủ phạm á lại làm một cái việc rất là dễ cho cơ quan điều tra, đó là họ lưu cái seedphrase ở trên Google Docs, ở trên trên đám mây. Thì đùng một cái người ta cầm vô phát là người ta lục được hết ra tất cả những cái private key, và không ai muốn cho nó xảy ra cả. Và cái cuối cùng là mọi người lưu trên ví cứng. Thì trong một số nào đấy gần The Merge, bọn mình cũng có nói đến cái bất lợi của cái việc này rồi, là cũng là những cái bất lợi như vậy luôn. Và thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta có thể yên tâm để mà lưu trữ cái crypto của mình. Thì có vẻ như Social Recovery Wallet nó là một cái giải pháp, như đúng không? Nó là một nhánh và một trong những cái giải pháp. Thì chắc là anh em khi mà đọc hoặc là theo dõi những cái thông tin liên quan đến thị trường á, thì cũng có đôi ba lần nghe đến cái từ multisig, tức là đa chữ ký. Đa chữ ký. Thì cái format, cái idea nó cũng như vậy thôi. Tức là bây giờ thay vì mà bạn có một cái private key và bạn quản lý cái ví EOA, cái ví cá nhân của mình, thì khi mà bạn mất cái private key đó thì coi như là cái ví của bạn là đi luôn. Nhưng mà ví dụ như là cái ví của bạn nó được quản lý bởi đa chữ ký, tức là ví dụ như là 5 chữ ký chẳng hạn, và bạn đưa ra một cái yêu cầu là khi mà 3 trên 5 cái chữ ký nó ký thì một cái hoạt động gì đó nó mới được thông qua. Thì đây là một cái gọi là một cái giải pháp tạm thời thôi, để đảm bảo được cái an toàn, và mình phi tập trung cái nơi lưu trữ key ra thì nó sẽ phần nào gọi là nó giải quyết những cái khó khăn khi mà người dùng sử dụng ví on chain. Một vài cái use case khác, ví dụ như là nó liên quan đến cái account abstraction này ha, thì cái contract đó nó sẽ được set up một vài cái quy định trước. Tức là chúng ta có thể gọi là yêu cầu nó đóng gói nhiều giao dịch lại một lúc, sau đó chúng ta ký và chúng ta thực hiện một loạt giao dịch đó, thay vì là cứ mỗi thao tác chúng ta phải mỗi lần trade thì chúng ta lại phải bấm cái nút sign một cái, xong rồi chúng ta bấm approve này nọ. Thì mỗi lần như vậy thì nó sẽ tốn rất là nhiều gas, và cơ bản là về cái trải nghiệm người dùng thì mỗi lần mà thực hiện một thao tác mà cái ví MetaMask nó cứ pop up lên á, cái giao diện nó cứ pop up lên thì nó cũng rất là phiền, đúng không? Thì nó cũng là một cái use case mà account abstraction nó có thể mang lại. Thực ra thì mình sẽ quan tâm đến một cái use case, mình không biết là mình đọc hiểu có đúng không nhé. Nhưng mà cái Social Recovery Wallet này, đúng như cái tên của nó luôn á, nó sẽ cho người dùng một cái cơ hội backdoor. Là sao? Tức là trong trường hợp bạn làm mất seedphrase của mình, nhưng mà nếu bạn còn
tức là ví dụ như bạn sẽ ví Multisig chẳng hạn đây, xong rồi bạn có 3 cái ví thì bạn chỉ cần approve của 2 trên 3 thì bạn sẽ có quyền set vào cái ví gọi là ví được giám hộ đi, cái tức là BCD thì các bạn sẽ có 2 trên 3 thì các bạn sẽ được quyền thay đổi cái set vào cái ví A. Thì không biết mình có hiểu đúng không, tức là nếu mà bạn làm mất cái seed phrase của ví A, nhưng mà nếu mà Multisig thì bạn có thể recover cái quyền truy cập lại được vào cái ví A đúng không? Đúng rồi. Thì nó là một cái use case rẽ nhánh của cái format Multisig á, gọi là không những là bạn có thể đảm bảo được cái an toàn cho cái key, cho cái ví của mình, mà là bạn còn có thể sử dụng nó để bạn truy hồi lại trong cái trường hợp là quên một hoặc là một vài cái key ở trong cái Multisig đó của mình. Thì cái đó cũng là một cái hệ quả rất là hay của cái Multisig á. Nhưng mà ở chỗ này này, mình lại có một cái vấn đề rất lớn. Nó là cái suy nghĩ của mình, thế mình biết là có nhiều người sẽ không đồng ý với mình. Nhưng mà câu chuyện như thế này, mình là một người quan tâm đến trải nghiệm của người dùng nhé. Tất cả những cái này ấy, mình cảm giác là mọi người đang chế lại cái bánh xe. Tại vì những cái tất cả những cái thứ mình nói, nếu như mà mọi người từng dùng những cái phần mềm ví dụ như Steam hay là Discord chẳng hạn đi, những cái này nó là chuyện đương nhiên ấy. Một cái sản phẩm nào mà ra mắt nói là web 2 đi mà không có những cái này ấy, thì chắc chắn ăn một đống gạch luôn. Nhưng mà là một câu chuyện là đến bây giờ web 3 vẫn đang đi chế lại cái bánh xe, và mình nghĩ là Nguyên chắc sẽ không đồng ý với mình cái câu chuyện này đúng không? Thực ra thì trong tuần rồi ha, sẵn đang nói cái câu chuyện là account extraction, thì trong tuần rồi nó có mình cũng muốn đính kèm một vài thông tin để anh em quan tâm đến cái từ khóa này có thể theo dõi, là Safe là một cái ứng dụng ví hỗ trợ tạo những cái Multisig cho các cái tổ chức DAO, các cái tổ chức tự trị phi tập trung ấy, thì họ cũng đã phát triển một cái bộ công cụ tên là Core. Thì cái Core này thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà phát triển ví account extraction nó thuận tiện hơn. Rồi cũng rất là nhiều các cái cải tiến mới đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Ví dụ như là Coinbase thì họ cũng ra một cái gọi là cái Wallet as a Service. Thì trong này thì họ cũng sẽ cung cấp, cũng giống với Safe thì họ cũng cung cấp rất là nhiều bộ công cụ để mọi người có thể xây dựng cái ví. Và một cái dòng mà khá là đáng chú ý đó là mọi người thay vì phải lưu seed phrase, giống như Phong có đề cập hồi nãy là những cái trải nghiệm nó rất là tồi tệ với lại 12 cái seed phrase á, thì họ có thể sử dụng username và password thay thế. Thì cái đó là câu chuyện của tương lai, chúng ta phải theo dõi xem là liệu có cái dự án nào hoặc là có cái tổ chức nào họ đi theo cái hướng này và họ xây dựng cái trải nghiệm người dùng nó như vậy hay không, thì chúng ta phải theo dõi. Nhưng mà back lại cái câu hỏi của Phong, đó là rất nhiều những cái cải tiến, những cái cập nhật này chúng ta cảm giác là nó đang làm lại những thứ mà cơ bản của web 2. Nhưng mà chúng ta phải gọi là đi từ cái, tức là chúng ta phải đi từ cái hạ tầng của web 3 và đi lên. Chúng ta thấy là về cơ bản ấy là cái web 3 nó đang ở trong giai đoạn ban đầu và nó đang build những cái viên gạch đầu tiên. Cái hạ tầng web 3 là cái thứ mà mình phải build đè lên trên nó, nên là những cái quy định, ví dụ như là những cái private key seed phrase, nó là những cái gọi là những cái hạ tầng, những cái quy định mà nó đã có của web 3 rồi. Thì bây giờ cái cách mà chúng ta làm là chúng ta kết hợp với lại những cái trải nghiệm nó easy, nó thuận tiện, nó mà người dùng người ta quen rồi, người dùng người ta quen với web 2 rồi, thì mình đè cái lớp ứng dụng nó lên. Thì nếu như mà chúng ta bảo là chúng ta đang đi về cái web 2 thì nó cũng không hẳn, tại vì cái đó là mình chỉ nhìn ở trong một cái phạm vi là cái tính năng đó, và chúng ta so sánh là cái tính năng này ở web 2 thì nó cũng như vậy, mà cái tính năng này ở web 3 thì nó cũng như vậy, thì mình so sánh vậy thì nó cũng hơi gọi là hơi oan uổng cho web 3. Chúng ta thấy là ví dụ như cùng cái khâu đăng nhập đó chẳng hạn, nhưng mà chúng ta có thể phi tập trung được cái quyền sở hữu cái dữ liệu của mình trên không gian của blockchain, thì nó vẫn sẽ là một cái gì đó nó gọi là value adder, tức là nó là một cái cục giá trị được thêm vào. Và thay vì là chúng ta cũng là một cái tài khoản, chúng ta tạo cũng là một cái passphrase, nhưng mà chúng ta tạo ở, let's say chúng ta tạo ở Instagram chẳng hạn, thì khi mà chúng ta move từ Instagram sang Twitter thì cái tài khoản dữ liệu, mặc dù nó vẫn ở trên, nó vẫn là những cái trải nghiệm, vẫn là những cái username, vẫn là passphrase, nó rất là đơn giản, nhưng cái trải nghiệm
người dùng đó nó dựa trên một cái hạ tầng mà dữ liệu nó bị cô lập ở Instagram, và bạn khi bạn mua qua Twitter thì bạn không thể bê toàn bộ những gì bạn đã xây dựng ở bên Instagram bạn qua Twitter bạn xài. Thì đó là lý giải tại sao mà mình tin là chúng ta đang không hẳn là chúng ta đang chế lại bánh xe đâu, mà là chúng ta add những cái thứ mà ở bên web 2 nó đã trở thành một cái quen thuộc với trải nghiệm người dùng, nó thuận tiện, nó dễ dàng cho người dùng. Nhưng mà nó base ở trên một cái nền là web 3 nó vẫn có những cái value nó cộng thêm vào như vậy. Nhân tiện Nguyên nói về cái vụ mà chuyển đổi giữa các nền tảng thì chắc mình rẽ đây một tí. Cái câu chuyện là khi mà mình lấy những ví dụ mà người dùng move từ Instagram qua Twitter chẳng hạn đi, cái quá trình nó là một nền tảng đóng á, thì mình nghĩ là nó dựa trên cái business model của nó, tức là không ai muốn là người dùng đang từ nền tảng của mình xong chạy qua nền tảng của đối thủ cả. Ví dụ như câu chuyện là nếu mà mọi người làm social á, mọi người sẽ biết là khi mà đăng link lên trên Facebook á, nó sẽ bóp tương tác rất là nhiều, tại vì khi mà bạn đăng cái link vào nó sẽ identify lại thằng này muốn share cái link out ra khỏi nền tảng của tao, nên là tao sẽ gõ đầu thằng đấy, tao sẽ không cho nhiều người tiếp cận đến nó, tại vì nó muốn giữ cái những người dùng trên cái nền tảng của mình. Thì thực ra đó là một cái câu chuyện rẽ ngang thôi, nó sẽ không liên quan nhiều lắm đến đấy. Nhưng mà như Nguyên nói đấy, thật ra thì cái câu chuyện là vừa đi vừa dò đường thực ra bọn mình nói rất nhiều rồi, nói đến mức mà chắc là các bạn nghe cũng khá là ngán rồi. Nhưng mà cái vấn đề nó sẽ luôn là như vậy. Thì đó, như là chỉ có mỗi cái account objection thôi, những cái thay đổi của nó á, thực ra nha, từ góc nhìn người dùng phổ thông, người dùng cá nhân mà mình nhìn thấy á, từ EIP 4844 hay là RC 4337, tất cả những cái đấy á, chắc chắn với các bạn luôn, người dùng phổ thông các bạn sẽ không thấy gì khác biệt cả. Và người ta đang cố làm những cái đấy để tinh chỉnh những cái điều nhỏ nhất là người ta muốn tạo ra, tức là khi mà người ta dẫn đến khi mà mọi thứ, khi mà cái thời điểm nó chín mùi rồi á, thì tất cả mọi thứ nó đi rồi, hay là bây giờ họ vẫn chỉ là làm được cái gì thì họ làm thôi. Thực sự ra thì mình nghĩ là họ đang vừa đi, giống Phong nói là vừa đi vừa dò đường. Mặc dù họ có một cái lộ trình rõ ràng là chúng ta sẽ scale như thế nào, nhưng mà về bản chất á, là nó vẫn là một cái vừa đi vừa dò đường, đúng là như vậy. Và người dùng á, thì nhìn ở khía cạnh của người dùng thì đúng là nó không có khác biệt mấy, nhưng mà đối với khía cạnh của những người mà làm sản phẩm hoặc là làm về tech á, thì họ sẽ cố gắng làm sao để những cái khái niệm công nghệ này nó, tức là họ thu cái phần phức tạp đó về phía mình, họ đưa cái phần phức tạp đó về phía họ, và họ sẽ xử lý những cái ở phía sau hậu trường các thứ, và làm sao để đưa đến cho user một cái trải nghiệm nó coi như là nó thuận tiện nhất. Và về cơ bản á, thì nếu như mà anh em nào mà gọi là không quá in-depth hoặc là không quá quan tâm nhiều đến công nghệ, thì những cái khái niệm ví dụ như 4844 hoặc là những cái 4337, thì cái này chắc là nhiều anh em mà kiểu gọi là tham gia mà gọi là đầu tư hoặc là có nghiên cứu các thứ thì mới quan tâm mà đọc tìm đến. Chứ nếu mà thực sự nếu như mà cái thị trường này mà nó scale đến cái mức độ mà nhiều người dùng với mass adoption á, thì thực sự họ cũng không quá quan tâm. Mình nghĩ là cái thị trọng user họ quan tâm đến hạ tầng ở phía dưới, cái kỹ thuật đó nó đang run như thế nào, thì mình nghĩ là cái thị trọng đó không cao. Điển hình chúng ta thấy với lại cái web 2 hiện tại, đúng không? Chúng ta xài những cái trang web hoặc chúng ta xài những cái mobile app hàng ngày, nhưng mà ở phía sau thì chúng ta không có thấy được, là tức là mình không có cái động lực để tìm hiểu coi là phía sau nó chạy như thế nào ấy. Đúng không? Tại vì nó là một cái gì đó nó quá tiện lợi ở phía trên rồi, nó gọi là nó product market fit rồi, nó chạm đúng cái nhu cầu của mình và mình chỉ xài cái đó thôi. Nếu mình không có nhu cầu mình tìm hiểu. Nhưng mà hãy tua ngược lại thời gian đi, tại vì lâu rồi mình cũng đọc một cái câu của ông Chris Dixon á, ông của bên quỹ đầu tư A16Z á, thì mình thấy nó cũng khá là hay đó, là thì mình nghĩ là nó cũng khá liên quan đến cái nội dung này, cái câu chuyện này. Là ông bảo là những gì mà những cái người mà geek á, tức là những cái người mà gọi là mọt sách về công nghệ á, họ làm vào cuối tuần thì sẽ là cái thứ mà nhiều người sau này họ làm về
gọi là những gì mà những cái người geek này làm vào cuối tuần á, những cái side project của họ á, thì sau này nó sẽ trở thành một cái thứ đơn giản và bình thường, và nhiều người sẽ sử dụng nó ở trong những ngày trong tuần. Đó, đại khái là như vậy. À, đại khái là như vậy, dịch chạy chạy nó là như vậy. Tức là những cái thứ mà có thể chúng ta thấy hôm nay nó rất là, nó chả là cái gì đó, nó quá nhiều số đúng không? 4337 xong rồi 4844 xong rồi gì 4626 rồi RC20 rồi rất là nhiều cái số, nó rất là phức tạp. Và thậm chí là những ai quan tâm công nghệ, thậm chí là gọi là geeky về công nghệ thì mới care và mới tìm đọc về những cái nội dung này. Nhưng mà yeah, thì cũng chỉ biết gọi là mình ốp cái khung của web 2 thôi. Ốp cái khung của web 2 vào cái web 3, và mình tin là đến một ngày nào đó những cái thứ mà chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau hôm nay nó có vẻ nó hơi technical một xíu, nhưng mà trong thời gian sắp tới chẳng hạn, khi mà nó trở thành một cái thứ gì đó nó quá là bình thường á, thì lúc đó thì chúng ta vẫn còn gọi là có cơ hội để đồng hành với nhau kiểu như vậy. Yeah. Thực ra là nghe Nguyên nói á, mình bỗng nhớ đến một cái quyển sách, nó là quyển sách khai sinh ra cái khái niệm mang tên nó luôn, là tipping point, là điểm bùng phát. Chắc là mọi người thì chắc cũng có nghe qua cái quyển sách này rồi. Đại khái mình đọc cũng khá lâu rồi nhưng mà mình không nhớ chính xác nữa, nhưng mà đại khái nó là cách diễn giải hiện đại hơn của cái câu mà sự thay đổi về lượng đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành một sự thay đổi về chất. Thì nó là một câu thì là các Mark nói, còn một câu thì được diễn giải theo nghĩa hiện đại hơn. Nhưng mà khi mà Nguyên nói như vậy thì mình cũng đang nghĩ là những cái progress như vậy nó build từng cục gạch lên, và đến một lúc nào đó nó sẽ có một cái tipping point khi mà dự án sẵn sàng, mà hệ sinh thái sẵn sàng, và quan trọng nhất là khi mà người dùng sẵn sàng với cái câu chuyện đấy. Khi mà chúng ta onboard, dạo gần đây thì mình hay nói chuyện với dự án, tại vì về cơ bản thì mình cũng là BD ở Coi 68, thì mình nói chuyện với nhiều dự án và họ đặt câu hỏi là khi mà cái next wave of user, là khi mà cái làn sóng người dùng mới người ta đến á, thì chúng ta có thể có cái gì cho họ. Ngày xưa, tức là nó là câu chuyện về narrative thôi, là ngày xưa người ta đến cách đây 6 tháng đó, người ta đến là vì NFT, cái một năm người ta đến là vì game, cách đây 2 năm người ta đến là vì DeFi, thì tất cả những cái đấy đều là những cái trải nghiệm không hoàn thiện, thẳng thắn với nhau là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta có nhiều thời gian hơn, chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, chúng ta thanh lọc được bớt trong thị trường, thì khi mà next wave of user đến á, thì người ta sẽ cần cái gì? Thì mình nghĩ là những cái take care nhỏ như những cái thay đổi ở bên dưới bề mặt mà thậm chí chúng ta còn không để ý nếu mà không tìm hiểu, nó sẽ là cái nền tảng vững chắc để mà các dự án đón được cái next wave of user. Có một cái chi tiết nữa mà mình thấy cũng khá là hay, đó là không biết là mọi người có theo dõi cái sự kiện ETH Denver mới đây không, nhưng mà có một cái dòng tweet mà họ so sánh các cái dự án vào hồi 2019, nhớ không nhờ, 2019, nói chung là đại loại là cái format nó là so sánh giữa cách đây vài năm á và cái sự kiện ETH Denver 2023 năm nay. Thì họ có một cái thống kê là hầu hết các cái dự án mà sponsor cho cái sự kiện ngày xưa á thì giờ bị thanh lọc hết rồi, thì die out hết rồi. Và giống như Phong nói á, là mỗi một cái chu kỳ, mỗi một cái trend thì nó sẽ có một vài dự án họ nổi lên, nhưng mà họ sẽ bị gọi là, tại vì họ lên vì narrative đúng không, thì khi mà narrative bớt nóng lại và mọi người rời đi thì cái gì sẽ giữ họ lại, thì nó cũng là một cái câu hỏi mà mình thấy cũng khá là hay. Tức là trong cái thời gian tới thì những dự án kiểu như thế nào thì họ sẽ ở lại, và những cái mindset nào sẽ được gọi là giữ lại để onboard, gọi là thu hút hàng trăm triệu người dùng sắp tới, thì cái này cũng là những cái thứ mà chúng ta rất đáng để theo dõi thời gian tới. Có thể là cái sự kiện gần đây, một vài sự kiện gần đây liên quan đến các cái ngân hàng truyền thống á, traditional finance á, thì có thể nó sẽ là một cái hồi chuông, có thể thôi, có thể nó sẽ là tipping point giống Phong nói, tức là mọi người thấy là cái thực ra cái hệ thống hiện tại, hệ thống cũ thì có thể nó vẫn sẽ tồn tại một vài cái yếu điểm, chẳng hạn thì
họ sẽ maybe là họ sẽ cho cái web 3 này một cái cơ hội gì đó tôi muốn thử chẳng hạn, hoặc là gọi là thử thôi, chứ không hẳn là tôi sẽ mua hẳn qua. Nhưng mà khi mà họ có những cái động thái thử như vậy á, thì cái gì sẽ onboard họ, cái gì sẽ thu hút họ với cái DeFi này. Thì câu chuyện hôm nay account extraction nó là một, mình nghĩ nó là một cái mảnh ghép kiểu như vậy. Thực ra thì cái buổi nói chuyện hôm nay nó sẽ giống một cái buổi cà phê cuối tuần, hơn là cố gắng tìm một cái gì đó mới về thị trường. Nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng tốt. Như vậy thì giống như là các bạn ngồi, các bạn lúc rảnh rỗi thì các bạn có thể nghe những cái gì mình chia sẻ. Và bọn mình cũng rất là muốn nghe những cái suy nghĩ của các bạn về thị trường, về những cái trend sắp tới, cũng như là những gì các bạn đang quan tâm. Cho nên là nếu như các bạn có những đóng góp gì thì cứ việc nhắn tin trong FOMO Subend hoặc là comment dưới video này. Mình sẽ rất vui lòng đọc hết tất cả những cái đấy. Và mình nghĩ đến đây thì podcast cũng đã khá là dài rồi. Và chắc là mình sẽ để Nguyên nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion đến tận những phút cuối cùng. Và như thường lệ thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với những topic thú vị, những cái buổi trò chuyện nó gần gũi hơn, liên quan đến chủ đề, cũng như là những cái góc nhìn về thị trường DeFi. Và không mình nói gì hơn, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.